Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin Tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Nga thả 4 quả bom FAB-500M62 săn phẳng kho thiết bị và căn cứ Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đang đối đầu Wagner tại tiền tuyến. Những chiến binh nước ngoài trong cuộc chiến Ukraine. Nga thả 4 quả bom FAB-500M62 săn phẳng kho thiết bị và căn cứ Ukraine. Vụ đánh bom quy mô lớn này nhằm vào nhà ga Nibulon ở vùng Kherson. Theo dữ liệu sơ bộ, cơ sở này được quân đội Ukraine sử dụng làm căn cứ và đã bị tấn công bằng 4 quả bom FAB-500M62. Hình ảnh trong video được công bố cho thấy sự phá hủy khủng khiếp của vụ tấn công. Nhà ga cảng của Nibulon nằm ở vùng Kherson từ lâu đã thu hút sự chú ý vì có vị trí chiến lược. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nó đã trở nên đặc biệt quan trọng do có thông tin cho rằng nhà ga này đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng làm nhà kho tạm thời để lưu trữ thiết bị quân sự và nhà ở cho nhân viên. Một cuộc tấn công vào cơ sở như vậy rõ ràng là nhằm mục đích vô hiệu hóa, mối đe dọa tiềm tàng và làm suy yếu sức mạnh quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng có thể được coi là một nỗ lực nhằm làm phức tạp thêm công tác hậu cần và duy trì của lực lượng Ukraine. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có thể có tới 200 nhân viên quân sự Ukraine bị ảnh hưởng khi cơ sở này bị tấn công. Trước đó, các nguồn tin quân sự Nga cho biết quân đội Nga đã gây tổn thất nặng nề về người và vật chất cho lực lượng Kiev trên các hướng Donetsk, Granolaminiki và Kupiansk. Trên hướng Donetsk, nhóm lực lượng của Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới số 53 và 110 của Ukraine. Lực lượng không quân của nhóm cũng đã phá hủy 4 điểm triển khai tạm thời của đợt tấn công thứ 3, các lữ đoàn cơ giới 24, 93 và 110. Hơn nữa, 14 nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị khác của Ukraine cũng đã trở thành mục tiêu của hỏa lực hàng không và pháo binh. Một số đơn vị thuộc lữ đoàn xung kích dù số 79 của Ukraine bị tấn công ở gần Gordivka. Cuộc tấn công của quân đội Nga đã phá hủy 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 8 xe cơ giới, 1 kho đạn, 2 cứ điểm, 1 trung tâm thông tin liên lạc và 1 trung tâm điều khiển máy bay không người lái đã bị phá hủy. Ngoài ra, 1 khẩu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất và 7 khẩu súng cối kéo 120mm đã bị phá hủy ở gần Andreka, Alessandro, Sutino, Kletchka và Vekakensky bằng hỏa lực phản pháo. Các hệ thống phòng thủ và tác chiến điện tử của nhóm lực lượng cũng đã bắn hạ 21 máy bay không người lái trên bầu trời. Trong khi đó, ở hướng Danolimensky, nhóm lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 67 và lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 Azov của Ukraine trong khu rừng Sadibianki. Các máy bay chiến đấu ném bom của nhóm cũng thực hiện các cuộc không kích nhằm vào hai trạm chỉ huy và quan sát trong cùng khu vực. Đợt tấn công khiến cho lực lượng Kiev tổn thất 40 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe bán tải trong cuộc giao tranh ở hướng này. Một tên lửa dẫn đường chính xác HIMARS do Mỹ sản xuất cũng bị đánh chặn. Theo hướng Kupiansk, nhóm lực lượng Zapad của Nga đã tấn công một điểm triển khai của lữ đoàn cơ giới số 43 Ukraine ở gần Chernechina. Ngoài ra, các máy bay trực thăng tấn công Ka-52, Mi-28 và máy bay tấn công mặt đất Su-25 của nhóm cũng đã thực hiện 12 cuộc không kích nhằm vào các lực lượng tập trung của các lữ đoàn tấn công trên không số 14, 32, 95 và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ gần với Ivanovka, Sinkovka, Berestodi và Olyskiya. Nỗ lực luân chuyển lực lượng của lữ đoàn cơ giới 14 tới các vị trí tiền phương ở gần Sinkovka cũng bị chặn đứng bởi hỏa lực pháo binh của Nga. Ngoài ra, hỏa lực phản công Nga đã phá hủy một pháo tự hành 2S1 Gvozdika và một kho đạn ở gần Pachinui và Novozorka. Lực lượng Kiev mất khoảng 2 trung đội bộ binh, 2 xe bán tải, 1 máy bay không người lái và 1 trạm liên lạc vệ tinh Starlink ở hướng này. Theo hướng Kharkov, pháo binh và không quân Nga đã chặn đứng các nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm khôi phục nguồn cung cấp cho đội hình bên kia sông Oskol. Các nguồn tin Nga cũng công bố đoạn phim cho thấy các cuộc không kích của Nga nhằm vào một số kho đạn dược của Ukraine và các điểm triển khai theo các hướng khác nhau trong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đang đối đầu Wagner tại tiền tuyến. Sau khi xuất hiện thông tin cho biết lính đánh thuê Wagner đã trở lại chiến trường thì mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức xác nhận. Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine mới đây đã xác nhận thông tin về sự hiện diện của các đơn vị tác chiến thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner ở phía đông đất nước. Điều này đã được tuyên bố bởi người phát ngôn thuộc nhóm tác chiến miền đông của quân đội Ukraine. Theo ông Zelensky,
Một số cựu chiến binh Wagner trước đây từng đóng quân ở Belarus đã phân tán đến nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Một số người đã đến phục vụ ở châu Phi, ký hợp đồng với nhiều công ty quân sự tư nhân khác nhau. Tuy nhiên, phần còn lại của Wagner PMC đã ký hợp đồng trực tiếp với lực lượng vũ trang Liên bang Nga và một lần nữa quay trở lại chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Hiện tại, thậm chí có báo cáo cho biết nhiều binh sĩ Wagner đã tham gia phòng thủ Bakhmut nhằm tránh để biểu tượng chiến thắng mà họ từng phải chịu tổn thất rất lớn mới giành được lại lọt vào tay quân đội Ukraine. Đây là thông tin rất đáng quan tâm đối với Kyiv, cho dù nhóm lính đánh thuê này không còn mạnh như trước khi quân số sụt giảm mạnh và không còn vũ khí hạng nặng. Nhưng bất chấp tầm quan trọng của sự kiện này, tại Ukraine, nhiều người tin rằng sau cái chết của ông trùm Prigozhin, công ty quân sự tư nhân nói trên không còn đủ sức gây ra bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Ông Zelensky cho biết, sau khi mất đi nguồn lực tài chính quan trọng cũng như không còn thủ lĩnh Prigozhin, lính đánh thuê Wagner không còn gây ra mối đe dọa như trước kia. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận hành động của họ và sẵn sàng cho mọi tình huống. Đồng thời, trong lúc này, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, dù xuất hiện nhiều báo cáo về sự xuất hiện của các đơn vị thuộc Wagner PMC tại chiến trường Ukraine. Những chiến binh nước ngoài trong cuộc chiến Ukraine. Ngoài các tổ chức và mạng lưới, cuộc chiến ở Ukraine còn thu hút đông đảo những chiến binh từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cuộc chiến với tư cách cá nhân. Những cá nhân bị cuốn hút vào cuộc xung đột và đóng các vai trò đa dạng trong cuộc xung đột, đó có thể là các chiến binh tình nguyện nước ngoài, lính lê dương, lính đánh thuê và những người hoạt động đằng sau hậu trường với các chức năng hỗ trợ chiến đấu. Từ những bài học trong quá khứ về vai trò của các chiến binh nước ngoài trong các hành động khủng bố mà nhà nước Hồi giáo đã thực hiện ở khắp nơi trên thế giới, cộng đồng an ninh thế giới lo ngại về đội ngũ những chiến binh tình nguyện nước ngoài, đặc biệt là những người có quan hệ với những kẻ cực đoan tới Ukraine để tham chiến. Động lực của các tình nguyện viên nước ngoài. Thành phần những tình nguyện viên nước ngoài tham chiến ở Ukraine là cực kỳ không đồng nhất. Còn nhiều điều chưa biết về quy trình tuyển mộ người nước ngoài tham gia cuộc xung đột bởi vì những nghiên cứu có hệ thống về lý lịch và động cơ của những chiến binh nước ngoài này vẫn còn là tương đối hiếm. Nhiều bằng chứng cho thấy, nhóm tình nguyện viên chiến tranh nước ngoài lớn nhất là những người chưa từng liên quan đến các hoạt động cực đoan nhưng họ đã gia nhập hàng ngũ các chiến binh Ukraine vì họ tin rằng mình đã có những kỹ năng quan trọng để có thể hỗ trợ người dân Ukraine. Có một số nhỏ hơn các tình nguyện viên quyết định tham gia vào cuộc xung đột bởi những lý do khác ít liên quan đến ý thức hệ và những quan điểm mang màu sắc ý thức hệ ở họ chỉ xuất hiện và được củng cố hơn sau những trải nghiệm thực tiễn trên chiến trường. Các chiến binh tình nguyện nước ngoài được các cơ quan an ninh trên thế giới quan tâm theo dõi, nhất là những cá nhân đã nuôi dưỡng hoặc theo đuổi các quan điểm cực đoan và tình nguyện tham gia chiến tranh vì xem đó là cơ hội để được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là cơ hội để kết nối với những kẻ cực đoan khác trong cùng một môi trường hoạt động. Đó thường là những cá nhân thuộc về một mạng lưới cực đoan, đã đi du lịch và gia nhập một đơn vị quân đội địa phương ở Ukraine trước khi nổ ra xung đột vào tháng 2 năm 2022 và chưa bao giờ rời khỏi đất nước Ukraine. Đã có thời gian hoạt động ở Ukraine, đã rời đi và quay trở lại, lần đầu tiên mới gia nhập một đơn vị quân sự hoặc bán quân sự ở Ukraine. Khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022, cả Ukraine và Nga đều khai thác ý tưởng về tình nguyện viên, lính đánh thuê nước ngoài để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Ngay sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Tổng thống Zelensky đã công khai kêu gọi các tình nguyện viên nước ngoài gia nhập quân đoàn quốc tế của nước ông để có thể tăng cường năng lực chống lại Nga. Lời kêu gọi của ông Zelensky ban đầu đã thu hút sự quan tâm rộng rãi bởi theo Bộ Ngoại giao Ukraine, đến đầu tháng 3 năm 2022, hơn 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã nộp đơn xin gia nhập quân đoàn quốc tế. Lời kêu gọi của ông Zelensky đối với các tình nguyện viên nước ngoài chứa đựng một thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi cần giúp đỡ. Những người chúng ta có thể hiểu ngầm rằng khi đưa ra lời kêu gọi này, chính phủ Ukraine cũng nhắm đến việc quốc tế hóa hơn nữa cuộc xung đột. Việc người nước ngoài chiến đấu ở Ukraine sẽ giúp làm cho cuộc chiến tranh trở nên hiện thực và gần gũi hơn với những quốc gia có công dân tham chiến và gửi tín hiệu răn đe tới Nga. Ukraine sẽ có nhiều nhân lực và hơn thế nữa. Mỗi khi nắm bom tàn sát người Ukraine, người Nga cũng có khả năng sát hại kèm theo đó là những người nước ngoài. Nga cũng đã tận dụng các chiến binh nước ngoài để phát đi tín hiệu. Đầu tháng 3 năm 2022, ngay sau khi ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi, chính phủ Nga đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ tuyển dụng và triển khai tới 16.000 tân binh nước ngoài từ Trung Đông và Bắc Phi, chủ yếu đến từ Syria và Libya, và ở những nơi khác để hỗ trợ Nga. Kế hoạch tuyển dụng hàng nghìn người nước ngoài của Điện Kremlin cũng có chức năng để truyền tải một thông điệp hướng tới chính phủ Ukraine và những người ủng hộ họ. Chúng tôi có thể tuyển dụng rất nhiều người nước ngoài tham gia vào cuộc chiến. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ.
hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.